Là xin chào tất cả cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt Nhỏ Toyota, xe đã qua sử dụng chính hãng của Toyota Hiroshima Tân Cảng. Trong clip ngày hôm nay, Đạt xin gửi tới tất cả cô chú anh chị những cái xe Innova số sàn đã qua sử dụng tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, gồm có những cái xe mới về và những cái xe đã hoàn tất xong cái quy trình làm đẹp Marukuri tại Toyota Hiroshima Tân Cảng anh chị ha. Xe cũ tại Toyota Hiroshima Tân Cảng sẽ cam kết quý anh chị là xe không đâm đụng, không gặp nước, hỗ trợ tài chính lên đến 75% giá trị xe và trong khoảng thời gian tối đa là 7 năm anh chị ha. Đạt giới thiệu tới cô chú anh chị ba xe mới về Toyota Hiroshima Tân Cảng anh chị ha, gồm có một xe Innova số sàn 2020 và hai xe Innova số sàn 2019. Đầu tiên là xe Innova số sàn 2020, xe máy nước sơn là màu đồng ánh kim anh chị ha. Xe màu đồng ánh kim, xe đi được khoảng là 53.000 cây số, đang được bên Đạt ra với mức giá là 565 triệu anh chị. Đây, để Đạt quay cận cảnh cho anh chị mình cùng xem. Nước sơn còn rất là đẹp anh chị ha. Chủ mới thay 4 lớp mới nè anh chị. Nội thất thì cũng được trang bị đầy đủ những cái phụ kiện đồ chơi, chẳng hạn như là màn hình Android, da ghế nè anh chị. Đó, Đạt quay phần nội thất cho anh chị xem. Nội thất còn rất là đẹp anh chị ha. À, xe đi 53.000 cây số, bảo dưỡng là full lịch sử hãng luôn anh chị. À, xe này thì sẽ được bên Đạt hỗ trợ tài chính lên đến là 65% giá trị xe và trong khoảng thời gian là 4 năm anh chị ha. À, xe mang biển số cá nhân ở tỉnh Bình Dương anh chị. Màu đồng ánh kim rất là đẹp anh chị ha. À, rồi tiếp theo là xe Innova số sàn, xe được sản xuất vào năm 2019 đây nè anh chị ha. Đây, xe máy sơn cũng là màu đồng ánh kim luôn, đi được khoảng là 70.000 cây số. Đạt không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu nhưng mà khoảng 70.000 cây số hơn chút xíu, để tí Đạt sẽ quay cái số km chính xác gửi đến chị ha. À, xe cũng rất là đẹp anh chị, xe mang biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Những cái xe Đạt quay là không có xe nào mà biển vàng hết anh chị ha. Đó. À, đây là những cái tình trạng mới về mà anh chị nhìn thấy xe nó còn đẹp ghê không? Xe thì đang được bên Đạt ra với mức giá là 530 triệu anh chị ha. 2019 thì sẽ hỗ trợ vay lên 65% giá trị xe và trong khoảng thời gian 3 năm thôi. Đây, 76.000 cây số anh chị. Đó, nội thất nè. Da ghế, phim cách nhiệt, màn hình DVD đầy đủ hết anh chị. 2019 anh chị ha. À, xe này về thì bên Đạt mới cho tiến hành là bọc lại da ghế anh chị. Này, xe mang biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh nè anh chị. À, lớp xe thì nguyên zin theo xe. Lớp xe, phần lớp xe thì cũng được anh chủ mới thay lại anh chị ha. Đó, còn rất là dày nè anh chị. Rồi. Và đây là cái xe cuối cùng trong 3 xe mới về Toyota Hiroshima Tân Cảng anh chị. Innova E 2019. Xe mang nó sơn là màu bạc, đi 53.000 cây số anh chị. 53 hay 56.000 cây số Đạt không nhớ rõ, để tí Đạt quay lại cho anh chị ha. Xe mang nó sơn là màu bạc anh chị ha. Có hai sự lựa chọn, một là màu đồng, hai là màu bạc. Xe này thì cũng được đang được bên Đạt rao với mức giá là 530 triệu luôn anh chị. Vay như xe hồi nãy Đạt giới thiệu tới anh chị luôn. Đó. Đây, lớp xe là nguyên zin theo xe nè anh chị ha. Được sản xuất vào tuần thứ 48 của năm 2018 anh chị. Đó, cuối năm 2018 luôn. Đây, bếp cạn vẫn còn nè anh chị ha. Nội thất xe thì cũng được trang bị đầy đủ camera hành trình, màn hình Android, da ghế, bọc trần, bọc sàn anh chị. Đây, dạ là xin lỗi, xe này đi 60.000 cây số anh chị ha. 60.000 cây số. Nội thất còn rất là đẹp anh chị, cũ số đây. À, để Đạt quay cái xe này cho anh chị coi. Xe này thì lớp sắt cua thì vẫn chưa có hạ xuống anh chị. À, đây, lớp sơ cua là nguyên zin, chưa hạ nè anh chị ha. Đó, 530 triệu, xe mang biển số cá nhân ở tỉnh Bình Dương luôn, Bình Đồng Nai anh chị, Đồng Nai ha. Đó. Rồi, đã xin mời anh chị cùng theo chân Đạt qua cái khu vực mà xe đã hoàn tất xong cái quy trình làm đẹp á. Đạt quay lại cho anh chị hai xe đã hoàn tất cái quy trình làm đẹp gửi đến chị ha. Bãi xe này khá quen thuộc với cô chú anh chị, nếu như mà cô chú anh chị có quan tâm theo dõi những kênh YouTube đang có tại Toyota Hiroshima Tân Cảng ha. Rồi, tiếp theo là cái xe Innova phiên bản E, phiên bản số sàn, xe được sản xuất vào năm 2022. Xe mang nó là màu trắng, biển số vàng anh chị. Xe có chạy dịch vụ nhưng mà không nhiều, 2022 tới thời điểm hiện tại mới đi có khoảng là 80.000 cây số thôi, 74.000 cây số anh chị. Đây, lốp thì cũng đã được là thay lại nè, sau mỗi định kỳ 60.000 cây số anh chị. Xe thì cũng được trang bị đầy đủ là nội thất, chẳng hạn như là da ghế màu đen nè anh chị ha. Xe đi 84.000 cây số đây nè anh chị. Đó. Nói chung là xe này á chạy Grab đi cũng khá là nhiều nên là bên Đạt mua được giá tốt, về thì bên Đạt sẽ chia sẻ lại cho anh chị mình giá tốt. Đối với một cái xe mà Innova
nói riêng và những cái dòng xe của Toyota nói chung á là nó rất là bền, chị chạy có 100.000 hay 200.000 nếu như mà mình bảo dưỡng kỹ nè thì nó sẽ mới hoài luôn anh chị ha. Đó, xe này thì đang được bên đẹp ra mức giá là 648 triệu, vẫn còn hỗ trợ thương lượng cho anh chị mình lên xem xe trực tiếp về mẫu xe này ha. Đó, đây 2022 mẫu mới màu trắng đã được bên đẹp hoàn tất làm đẹp khử mùi hết rồi anh chị ơi. Rồi tiếp theo là một cái xe 2018 giá dưới 500, anh chị nào tài chính chưa tới thì có thể là tham khảo chiếc này ha. Đây cô chú anh chị, xe này thì bên đạt đang cần bán nên là sẽ hỗ trợ thương lượng rất là cao đến chị ha. Innova số sàn, xe được sản xuất vào năm 2018, đi 127.000 cây số anh chị. Xe Manager là màu bạc, biển số cá nhân biển trắng anh chị ha. Riêng cái phần lốp xe thì cũng đã được thay mới lại rồi nè anh chị. Đó, còn rất là dày ha. Phụ kiện trên xe thì cũng lên đầy đủ rồi. Da ghế, bọc sàn, phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi nè anh chị. Đó, xe này đậu ở ngoài này cũng hơi lâu, khoảng tuần rồi nên là hết cái bình rồi. Đó, để đạt cơ tiến hành là đem đi xử lý lại. Xe này thì 488 triệu anh chị, vẫn còn vay được ha. Vay 60% giá trị xe trong khoảng thời gian là 3 năm. Riêng mẫu xe này bên đạt đang cần bán nên là rất là hỗ trợ cho anh chị nào đang có nhu cầu sở hữu xe ha. Bên đạt sẽ cố gắng đưa ra cái giá gần nhất để cho anh chị mình có thể tiếp cận được riêng về mẫu xe này.